Thưa quý vị, sáng nay 15 tháng 7, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7 bước vào buổi làm việc cuối cùng dưới sự chủ trì của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham dự phiên họp này có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố. Mở đầu buổi làm việc, ông Phạm Viết Thành, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hoàng Hải, Bí thư thị ủy thị xã Phú Mỹ. Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2022 đối với ông Trần Quốc Khánh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Trên cơ sở các tờ trình của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu. Kết quả, với 51 trên 52 đại biểu bỏ phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 98,07%. Ông Lê Hoàng Hải, Bí thư thị ủy thị xã Phú Mỹ, trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Còn ông Trần Quốc Khánh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cũng trúng cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết thúc kỳ họp thứ 8, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 22 nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022 về lĩnh vực đầu tư công, văn hóa xã hội, pháp chế, phí, lệ phí và chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.